Một bất động sản mà có chiều dài 149 mét, có nhà, có vườn cây ăn trái, mà ở đây là thị xã Hòa Thành nha bà con. Xã Trường Hòa đó bà con ơi. Cùng em và em Phong, chúng ta tham quan cái bất động sản này coi có phù hợp với bà con hay không nha. Xin mời bà con. Mến chào bà con đã quay trở lại với kênh mua bán nhà đất Tân Ninh nha. Ngày hôm nay hai anh em đi quay cho bà con mình coi một cái miếng vườn ở thị xã Hòa Thành và đây là xã Trường Hòa, tỉnh Tây Ninh nha. Ở đây nè, có cây ăn trái rất là nhiều luôn á bà con. Có cây đu đủ to to nè bà con. Bà con nào mua đất em tặng cây đu đủ này nha. Hai cây đây tặng bà con cây nữa. Có cây ổi nè, chanh thì cũng có. Mà chẳng những vậy đâu bà con ơi, còn nhiều nhiều cây ăn trái lắm. Mà bà con biết gì không? Cái đất này nó dài 149 mét, mà con có tin được không? Đất thị xã Hòa Thành mà dài 149 mét. Có một cái nhà 4 phòng ngủ, rộng rãi lắm bà con. Nội mà cái khu vườn ở trước không này là bà con thấy không? Đủ các loại cây ăn trái luôn, không thiếu cái gì nha bà con. Bà con mình thấy cây ăn trái rồi rất là nhiều nè. Và đường này là xe ô tô đi vào tới đất được luôn nha bà con. Giờ mình đi dài dài ra trước đi. Cái này là chỉ là không được một nửa đất của mình ở phía trước, phía đất của mình đâu nha bà con. Giờ mình đi ra trước, mình coi sơ coi cái đường đi vô có dãy không ha. Nè, đây có khóm nữa bà con. Khóm này là khóm kiển nè. Này là cây thơm chứ không phải là cây khóm bà con ơi. Nó là cây khóm. Còn đây quá trời thơm luôn nè bà con. Đó. Bữa nay đi quay đất cho bà con xem mà trời mưa nữa là có lọc luôn đó. Bà con nào mà mình về đây mình sở hữu cái bất động sản này thì em Hậu nghĩ là rất là tiềm năng, rất là lý tưởng với bà con mình luôn á. Ồ, có cây mặn nữa nè anh. Nhà cái này thì về thuốc tí xíu nữa. Đu đủ còn luôn. Trời ơi, quá trời đu đủ luôn bà con ơi. Trái to to không à. Bà con là thích khế nè, đây có khế nè. Chung là một cái bất động sản là một cái khu vườn mà đầy đủ cây ăn trái luôn. Đó, nhà cửa dân cư nè. Đấy, cameraman đi qua đây quay cho bà con coi nè. Đây, nhà cửa dân cư là có hết nha bà con. Đó, ô tô đi vào tới đất nha. Đó, đất nhà mình là có hàng rào, có điện vào, thoải mái. Đó, ô tô vào tới đất, xóm nhà đây, sát bên luôn. Đi, đường này hiện trạng là đường 4 mét, nhưng mà thực chất là cái đường này nó hơn 4 mét nha bà con. Đó, bà con thấy ô tô đi hai chiếc né nhau được luôn á. Đường rất là rộng luôn nha. Nhà mình đường cái á là có rào xung quanh hết rồi nha bà con. Đây, ở trước mình có cái cổng rào luôn nè. À, xung quanh là có rào hết rồi, không có sợ, rất là an ninh nha bà con. Trời mưa luôn rồi bà con ơi. Bây giờ mình coi ấn trước rồi. Mời bà con đi theo em đi lại phía sau luôn. Bữa nay dầm mưa quay cho bà con mình coi bữa luôn. Mời cameraman đi trước luôn cho bà con nhìn tổng quan từ phía trong nhìn ra ngoài coi cái đất mình nó dài có đúng như em phong tả không ha. À, tới 149 mét, gần như là 150 mét luôn á bà con. Đấy, với cái diện tích như vậy thì bà con mình làm một cái khu nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Đường thì ô tô, thuộc á, là xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, gần chợ Long Hoa. Chỉ cách đây á, bà con mình đi á, có 2 km thôi. Cách mà chùa Tòa Thánh cũng có 2 km luôn á bà con. Mà kế bên đây là em thấy có trường trung học cơ sở Trường Hòa nữa nè anh. Trường cấp 1, cấp 2 đầy đủ luôn. À, gần đây luôn. Chợ Quy Thiện, Trí Giác Cung cũng gần đây luôn nha bà con. Đấy. Và đặc biệt là đây mình đi về cái khu công nghiệp Bỏ Hung gì đó anh. Gần, gần lắm luôn. Thì ngay vị trí này nè bà con. Ở đây á, chúng ta sẽ có một cái căn nhà 4 phòng ngủ tặng cho bà con mình. Đó, mình làm nghỉ dưỡng đâu á là ăn nhậu xong rồi bên đây có chỗ nghỉ ngơi luôn. Đó. Có cái nhà bé bé xinh xinh nha bà con. Nhà này là có được tới 2 phòng ngủ luôn nha bà con. 4 phòng ngủ luôn. 4 phòng ngủ luôn à. Đây, mời bà con mình vô nè. Mình tham quan cái nhà ha. Cửa mình đây 4 cánh nè bà con. Đó, có cái cửa 4 cánh, ngay khu vực này coi như là phòng khách luôn. Cái này là phòng khách nè bà con ơi. Bà con mình vào trong mình xem sơ qua cái nhà ha. Cái này lại như là mình mà bán đất mình tặng nhà vậy đó bà con ơi. Đó, ở bên đây á mình sẽ có 2 cái phòng ngủ ở vị trí bên đây. Đó. Rồi phòng khách ở đây và cái đường luồn đi lại khu vực phòng bếp ở phía sau. Thì
trong cái đường luồn này nè bà con, mình có thêm hai phòng ngủ bên đây nữa. Đi, mình vô đây mình coi. Đây, đây là cái khu sinh hoạt ở phía sau, có toilet, nhà vệ sinh ở đây hết nha bà con. Cái khu vực này á, đáng lẽ là phòng bếp đó, và chị chủ nhà đã cải tạo cái khu này lại là vừa làm một cái khu sinh hoạt chung đó. Còn á, nhà bếp á là chỉ chuyển lại phía sau, mà ở đằng sau có nhà tắm, nhà vệ sinh đằng sau nữa đó. Bà con thấy như thế nào? Bây giờ mình đi lại phía sau luôn nha bà con. Ở đây mình có cái cửa nè bà con, đây đây có cái cửa để mình đi về phía sau nè bà con. Bây giờ mình đi lại đằng sau để cho bà con mình tham khảo sơ qua nha. Miếng đất này dài quá bà con ơi, đi nãy giờ mỗi chân mỗi được chưa được nửa miếng đất nữa bà con. Bên đây á thì mình sẽ có một cái căn nhà, một cái bếp ở phía sau nè bà con. Đó, ở đây có cái trụ bồn nước nữa nè, nên để máy giặt ở đây nè bà con. Đây, bồn nước, máy giặt, sàn nước ở đây nha bà con. Còn ở đây á là một cái nhà ở phía sau, cái này, bếp ở đây. Chị chủ chị cắt thêm cái khu này để sinh hoạt ở dưới này. À, đây bà con thấy không, có máy che đồ đầy đủ hết. Đây nền là tráng xi măng đồ hết luôn. Đó. Đây. Cô chủ nhà đang làm bánh nha bà con. À. Bếp đồ thì bên đây. Đấy, đây khu vực bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh ở bên đây nữa. Đây, ở sau này mình có cái nhà tắm, nhà vệ sinh ở sau này nữa bà con. Đây, giờ mình đi ra đằng sau mình coi nguyên cái vườn cây ở đằng sau này. Nhiều loại cây lắm bà con ơi. Mít có nè bà con ơi, quýt chuối đồ đầy đủ hết. Phía sau nè bà con, bưởi quá trời trái luôn nè bà con ơi. Phía sau này có đủ các loại cây luôn nha bà con. Bưởi có nè, mãng cầu có cả cây mì nữa nè. À, đây có cây tắc nữa nè. Quá trời loại cây luôn. Cây nào cây nấy to to không nha bà con. À, đây có thêm một hàng chuối. Chuối là mình trồng cặp hàng rào dài tới phía sau luôn bà con. Thơm cũng nhiều nữa. À, chuối có, thơm có. Phải nói là cô chủ bà trồng rất là nhiều loại cây luôn đó bà con. Này mà mình về là mình chỉ có việc là dọn và sắp xếp lại đó, là mình sử dụng thôi bà con ơi. Cây này là cây tắc, một vườn tắc ở đây. Quá trời luôn, quá trời trái luôn đó bà con. Đất mình đổ dài là phía sau tới 149m, gần 150 luôn đó bà con. Ở đây có cây seri nữa nè bà con. Nè, có trái seri luôn nè. Ai có cây seri chính luôn bà con ơi, có trái seri luôn nha bà con. À, quá trời cây, quá trời trái rồi. Ui, hình như cây này là cây bơ thì phải, có cây bơ nữa nè bà con ơi. Đó, bà con mình thấy ở đây mình có một cây bơ ha. Đây, trái đồ cũng rất là tốt ở đây. Khu vực sau này á chưa hết đâu bà con, ở đây là chùm ruột. Bà con nào có ai thấy cây chùm ruột không ạ? À? Trái thì bà con đã thấy nhưng mà không biết là bà con có thấy cái cây chưa. Đây, đây là cây chùm ruột ha. Tắc bên đây rất nhiều. Còn nữa bà con ơi, ra phía sau này có một cây lá lớp, nguyên một bụi lá lớp luôn bà con. Này mà về mà nướng cuốn thịt bò mà nướng là thôi hết nước chấm bà con ơi. À, cái vách tường đó là tới đất của mình, hết đất rồi mình rồi đó bà con. Bà con có thấy cái cây gì ở đây không? Cây chôm chôm nó, cây chôm chôm nữa đó bà con. Đấy. Một cái vườn cây mà em Hậu nói nãy giờ là kể cho bà con cũng rất là nhiều đúng không à. Chôm chôm có nè, một cây mãng cầu nè. Đất của mình là tới cái mặt tường bên đó nha bà con. Đó, quá trời loại cây luôn, mà đất nó rộng nó dài nãy giờ đi mệt luôn đó bà con. 149m rưỡi, như là 150m, ngang á là 68. Có một cái nhà ở, còn nhiêu là đất mình trồng hết các loại là cây ăn trái luôn bà con. À, kiếm đâu ra mà miếng đất tại thị xã Hòa Thành nè mà có cái hậu dài 149m đúng bà con. À, và bà con mình biết còn gì nữa không? Ở đây á là xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Đấy, từ cái bất động sản này bà con mình đi ra cái đường Trường Hòa Trà Lạ là bà con mình đi chỉ có khoảng 300 mét thôi bà con. Đường ô tô đi tới đất. Mà giá, giá bao nhiêu rồi bằng không nhờ? Có 1 tỷ 200 triệu hả bà con ơi. 1 tỷ 200 triệu sở hữu được một cái bất động sản thuộc xã Trường Hòa,
thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngang 6m8, dài 149m nha bà con. Đó. Và ngay vị trí này, chiều ngang là 6m8, dài như là 150m đi, cho bà con mình dễ nhớ. Đất cây hàng năm khác. Phủ hồng nha bà con, đặc biệt là khu này là phủ hồng hết rồi nha bà con. Bà con muốn lên thổ cư cũng được ha. Đó. Đất á, của mình á, là từ cái bụi chuối phía bên kia, đổ qua cái bụi chuối phía bên đây là 6m8, là đất của chúng ta. À. Một căn nhà 4 phòng ngủ, có đầy đủ công năng như là phòng khách nè, phòng sinh hoạt chung, bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, tới 2-3 cái luôn. Bà con nào quan tâm liên hệ số điện thoại 0839 666 736 nha bà con. Em xin nhắc lại nha bà con, đất mình dài 150m nè, khu vực Phủ Hồng nè, giá chỉ có 1 tỷ 200 triệu. Bà con nhanh tay muốn chốt miếng đất này, liên hệ với em 0839 666 736 để được bên em hỗ trợ nha bà con. Và bây giờ mời bà con mình xem cái quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của cái bất động sản của chúng ta, và sau đó chúng ta sẽ coi cái quang cảnh xung quanh cái bất động sản nha bà con. Và như bà con mình đang xem, đây là cái quy hoạch sử dụng đất của bất động sản của chúng ta nha bà con. Thì một cái bất động sản mà được phủ hồng rồi và cách cái đường lớn ở phía ngoài á là chỉ có vài trăm mét thôi. Nó thì bà con nào mà đang tìm một cái bất động sản mà thuộc thị xã Hòa Thành, nó mình làm một cái khu nghỉ dưỡng, nó một cái nơi để mà đầu tư, thì đây cũng sẽ là một cái bất động sản đáng quan tâm cho bà con mình. Cái đường phía ngoài đây là cái đường Trường Hòa Trà Là nè bà con. Và ngay chỗ này chúng ta cũng có một cái quy hoạch, một cái con đường cũng gần cái bất động sản của chúng ta luôn. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì bà con mình có thể liên hệ 0839 666 736 để mà họ có thể hỗ trợ bà con mình. Và đây là cái con đường dẫn chúng ta sẽ đi ra cái đường Trường Hòa Trà Là nha bà con. Đó, như bà con mình thấy là khu vực đó là dân cư đông. Và từ ngay vị trí bất động sản á, mình đi ra tới con đường đất này nè, mình đi ra đường nhựa là chỉ khoảng chừng 40m thôi. Đó là ngay chỗ vị trí này là tới đường nhựa rồi. Đường thì ô tô đi thì thoải mái. Đó, và cái con đường lớn ở ngoài đây á, là đường Trường Hòa Trà Lạ, là cách cái đường cái bất động sản của chúng ta á, là bà con mình đi á, chỉ khoảng có khoảng 100m. Tới đây mà nếu mà mình quẹo phải á, theo cái con đường Trường Hòa Trà Lạ là bà con mình đi ra đường 784 để về khu công nghiệp Trà Là, về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, còn bà con mình quẹo trái á, thì chúng ta sẽ đi về là đường Nguyễn Văn Linh. Nó đi về thị xã Hòa Thành, chợ Long Hoa cũng như là chùa Tàu Thánh luôn. Như bà con mình thấy thì cái khu vực này dân cư đường xá thì cũng rộng rãi. Đó, nhà cửa dân cư rất là đông. Và cái đường này á thì cũng chuẩn bị là triển khai làm đường mở rộng ra nữa. Đó, như bà con mình thấy là cái hệ thống những cây trụ điện đâu đó là được nằm tốt ở phía trong luôn. Và cây nào cây nấy to to luôn. Đó, và tiềm năng phát triển của cái bất động sản mà vừa nghỉ dưỡng nè, mình vừa đầu tư lâu dài. Tại vì một cái bất động sản mà có diện tích lớn, có nhà, có cây ăn trái mà nằm ngay thị xã Hòa Thành, và đặc biệt ở đây á là xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Mình đi về chợ Long Hoa, về chùa Tàu Thánh, về trung tâm thành phố Tây Ninh. Đó, bà con đi hướng nào cũng thuận tiện hết. Đường xá thì rộng rãi, khu vực là dân cư. Đó, mình làm một cái điểm nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần thì cũng rất là ok luôn nha bà con. Thì tới đây á, là đường Nguyễn Văn Linh. Nếu bà con mình quẹo trái là chúng ta sẽ đi về á, là chợ Quy Thiện, về Ủy ban nhân dân xã Trường Hòa. Còn quẹo phải là về chợ Long Hoa nha. Thì cảm ơn bà con đã xem video của kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Video đến đây xin tạm dừng và xin hẹn gặp lại.